Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Á hậu Vi biết là mẹ đơn thân, hiếm hoi nhắc đến tình cũ, đưa ra điều kiện này để nhóc Tì được gặp bố. Á hậu Vi biết đã chia sẻ clip con trai 6 tuổi mong muốn được gặp bố. Đoạn trò chuyện của hai mẹ con khiến dân tình chú ý. Không chỉ là nữ diễn viên đa tài của làng phim Việt, Diễm Châu còn được biết đến là Á hậu Hoa hậu áo dài 2006. Sau khi hạ sinh con trai đầu lòng là bé con, Á hậu Vi biết này nhận nuôi thêm một nhóc Tì và hạn chế lộ diện trước công chúng. Sau thời gian dài làm mẹ đơn thân, Diễm Châu đã công khai vừa hạ sinh hai nhóc Tì cho bạn trai bí mật. Đáng nói Á hậu Vi biết từng chia sẻ, ba bé con không hề biết về sự tồn tại của nhóc Tì trên đời. Cho đến gần đây, Diễm Châu hiếm hoi nhắc đến người cũ trên mạng xã hội. Nữ diễn viên đã đăng tải clip cậu con trai 6 tuổi khoe thành tích học tập và mong muốn được gặp ba. Bé con ngây ngô nói, khi nào con lên 12 tuổi, mẹ cho con đi gặp ba được không? Trước lời đề nghị của con trai, Diễm Châu nhẹ nhàng giải thích, 18 tuổi con mới gặp ba được, nhưng con phải học giỏi thì ba mới gặp. Nếu con học không giỏi thì ba không gặp đâu. Khi nghe mẹ nói, bé con liên tục gật đầu, dạ, và tự hào khoe luôn biết tự giác làm bài tập. Mặc dù là mẹ đơn thân, nhưng Á hậu Diễm Châu cho biết cô luôn giữ hình ảnh đẹp nhất của người cũ trong mắt con trai đầu lòng. Tháng 10 năm 2019, Diễm Châu công khai những bức ảnh úp mở về bạn trai giấu mặt. Đến đầu tháng 11 năm 2021, Diễm Châu tiếp tục hạ sinh hai bé gái, nhưng quyết không nhắc về người ấy. Sau ít năm công khai có bạn trai, Diễm Châu vừa hạ sinh thêm đôi ái nữ. Nữ diễn viên rất kín tiếng trong chuyện đời tư, nên danh tính cả người cũ và bạn trai hiện tại đều không được cô tiết lộ. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.